Trong loạt phóng sự về chủ trương đưa học sinh cuối cấp từ điểm trường lẻ ra trường chính học tập, chúng tôi đã đề cập đến những vướng mắc trong thực tế triển khai ở một số vùng đặc thù. Và ở nhiều địa phương của tỉnh, các nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết những khó khăn này. Đã có những nơi làm được, thậm chí làm tốt, trên cơ sở phát huy dân chủ, khơi dậy sự đồng thuận ủng hộ của cộng đồng. Phóng sự được thực hiện tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Khu nhà ăn dành cho các em học sinh bán trú này là của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Cam Con, huyện Bảo Yên. Nó được sửa sang lại từ gian nhà cũ do người dân hiến tặng, đủ đảm bảo cho sinh hoạt của số học sinh từ các điểm trường lẻ chuyển về. Năm học 2018-2019, mặc dù sáp nhập hai trường tiểu học và trung học cơ sở, thực hiện đưa học sinh từ các điểm lẻ về trường chính, nhưng khu nhà ăn, khu bán trú được sửa sang, mở rộng nên đã tạo không gian sinh hoạt thoải mái cho các em học sinh. Học sinh tiểu học chưa về đây thì chỗ ở của bọn em ở nằm bên kia, nó chật hẹp mà còn không có khoảng rộng để vui chơi. Nhưng từ khi học sinh tiểu học về đây, nhà trường đã đầu tư để xây trường, xây nhà ở và phòng ăn các loại nó được tốt hơn. Khi mà về học sinh tiểu học về đây thì đông nhưng mà vẫn vui và tiện. Cũng nhờ vận động được người dân, các cá nhân, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đồng thuận ủng hộ mà nhà trường đã mở rộng được thêm hàng nghìn mét vuông đất cho khu bán trú, kiến thiết được vườn rau, ao cá, chuồng trại gọn gàng để thầy trò tăng gia cải thiện bữa ăn. Áp lực về cơ sở vật chất khi số học sinh tăng lên được xóa bỏ, nhà trường đã sẵn sàng đón thêm 150 học sinh cuối cấp chuyển về trường chính trong năm học tới. Trong 2 năm học ở đây thì với công tác tham mưu của nhà trường thì nhà trường đã mở rộng được khoảng 4.500 mét vuông đất để xây dựng nhà công vụ, nhà bán trú và xây dựng vườn cũng như là hệ thống chuồng trại cho việc chăn nuôi của các em. Thế và đã vận động được một số cái doanh nghiệp ủng hộ về cái tiền và cũng như là ngày công để san lấp mặt bằng, tạo được cái mặt bằng như cảnh quan của nhà trường như bây giờ. Thời gian qua, trong điều kiện mạng lưới trường lớp học đang được quy hoạch lại, các nhà trường ở huyện Bảo Yên đã phối hợp tốt với chính quyền các địa phương để kêu gọi người dân xã hội hóa, hiến đất cải tạo cơ sở vật chất trường lớp. Một số trường làm tốt công tác này như trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Con, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Kim Sơn, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tân Tiến khi đã mở rộng được hàng nghìn mét vuông đất để sửa sang khu bán trú, kết hợp với việc xây dựng và mở rộng các mô hình trường học gắn với thực tiễn. Chúng tôi cũng tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch rất là cụ thể để chỉ đạo các cái xã, thị trấn tiến hành cái việc mà quy hoạch lại các trường học để đảm bảo là thực hiện cái việc sáp nhập nó phù hợp với thực tế của địa phương. Huyện Bảo Yên đã sáp nhập được 8 trường thành 4 trường liên cấp và tập trung đưa được khoảng 70% học sinh cuối cấp từ điểm trường lẻ vào trường chính để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chủ trương này cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân. Theo kế hoạch, đến năm 2020, Bảo Yên sẽ cố gắng đưa toàn bộ học sinh cuối cấp về điểm trường chính trên cơ sở đảm bảo được nơi ăn chốn ở, điều kiện sinh hoạt và học tập cho các em học sinh. Cách làm của Bảo Yên được xem là mô hình tiêu biểu để các địa phương khác trong tỉnh có thể tham khảo, học tập nhằm thực hiện hiệu quả đề án, rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường lớp học trong thời gian tới.